Mùa 21 này nên luyện thứ gì Rao Rank chờ dễ dàng. Thực ra mọi vị tướng đều có thể Rao Rank, nhưng em muốn gợi ý cho anh em năm con bài này. Vì cho anh em sẽ không thất vọng tại mùa 21 này đâu. Với phương châm phải chơi nhất một lần, nếu có rồi chơi thử ngay nhé. Đặc biệt như anh em đang thắc mắc đầu mùa đánh tướng gì để đổi gió đầu năm mới. Bắt đầu thôi. Mừng ngày Tết đến, sale tới bến. Giảm giá lên đến 30% toàn bộ ARK trên shop. Sở hữu skin SSS từ 50k. Nhận miễn phí quân huy khi truy cập shop. Nhanh tay đăng nhập tngshop.vn từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 1 để nhận phần quà khổng lồ ngày cuối năm nha. Đầu tiên là Jua, leo vị tướng pháp sư vừa mới ra mắt. Jua nhận được sự quan tâm rất là đông đảo của anh em game thủ. Em đảm bảo với anh em, đây là vị tướng đáng mua và đáng chơi. Thành ra đi rank ấy, được đánh thì ít mà bị cấm thì nhiều. Sát thương của Jua cực to, đủ để đưa bất kỳ xạ thủ nào lên bảng điểm số trong nháy mắt. Và nếu có trang bị phòng ngự phép thuật như là huấn luyện Choi, giáp gai AU, chỉ cần dính chọn 4 tia sát thương từ đòn cường hóa của Jua thì xác định nhá. Dù anh em là chất tướng gì, lợi hại của Jua chính là đứng ở phía sau cấu đỉa giao tranh. Cô nàng có sức sát thương khủng, chỉ cần giữ được vị trí thôi, cấu đỉa lại cực kỳ an toàn. Dù phải đối đầu bọn pháp sư cấu đỉa như là Chrissy hay là Rat ấy, thì không hề nao núng hoặc là cảm thấy yếu thế, trừ khi là bạn bị úp sọt bất ngờ thôi. Còn xạ thủ, kể cả Elsu, Joker đều phải lo lắng, chứ bị tướng xạ thủ khác thì càng nguy hiểm hơn. Tuy nhiên không phải là dễ dàng để có thể gây được cái lượng sát thương khổng lồ như vậy đâu, bởi vì cả ba thức của Jua ấy đều cần định hướng và muốn tối đa lượng sát thương thì anh em phải sử dụng thật chuẩn xác. Chưa kể những đặc điểm của chiêu Jua mà các bạn phải để ý. Thứ nhất ấy là phải trúng cái điểm giao nhau đúng không nào. Thứ hai, nếu địch tiếp cận gần rất là khó gây sát thương tối ưu. Đặc biệt Jua ấy là bị tướng cấu đỉa khỏe nhưng mà rất là mỏng manh, nếu bị áp sát khó có thể phát huy được hiệu quả và khó né được gank nếu các bạn một mình. Nên đa số anh em khắc chế Jua bằng cách là pick đấu sĩ tiếp cận hoặc là các vị tướng cơ động tiếp cận, khiến Jua không thể gây được cái lượng sát thương tối đa và dễ bị lên bảng. Mặc dù chiêu cuối A của địch khá ngon, nhưng đó là các vị tướng tiếp cận dạng một nhịp thôi, kiểu như là bọn Arthur đi, nó tiếp cận một nhịp vào, các bạn cần đẩy ra là các bạn có thể tốc biến chạy. Nhưng mà với các vị tướng kiểu dạng như là Fedor, Kyros, nó không sợ khống chế, thế đẩy kiểu gì ạ, nó chả xiên cho. Hay là các vị tướng như là Pain đi, nó áp sát bất ngờ, rất là khó để sống sót dễ dàng được. Bởi vì con Pain có cái cơ chế rất là hay, khiến cho anh em chơi Jua ấy rất là khó để có thể né được. Đó là cái nội tại nó chỉ cần đánh thường là nó luồn sau ngay, khiến cho anh em định hướng trước cuối quá khó khăn. Thành ra khi các bạn đối đầu với vị tướng sát thủ nguy hiểm như vậy ấy, là phải có cầu băng xương thì mới thể dễ dàng chơi được. Có Jua trong team nên có vị tướng khống chế mở tranh tốt, ví dụ Rumble nè, băng càn khống chế, Jua chỉ cần đứng ở phía sau thôi, cấu đỉa và sốc đam quá đủ rồi. Ad tin tưởng đây vị tướng xứng đáng một vé cấm. Nếu team bạn không được pick trước, chúng ta dùng hiệu thần quang cài máu thứ nhất bổ trợ tốc biến nhé. Về việc nâng chiêu ấy, các bạn có thể nâng mắc chiêu 1, tối ưu cấu rỉa và giao tranh tầm gần. Em thấy hợp lý trong giao tranh tổng nhá. Vì sao ư? Vì trong giao tranh tổng nhá, đa số sẽ có pha tiếp cận gần hoặc là áp sát hơn. Còn nếu mắc 2 thì sao? Anh em khả năng rỉa tầm xa tối ưu hơn. Em sẽ chia ra, nếu kẻ địch lắm đấu sĩ sát thủ tiếp cận, ví dụ bọn Lữ Bố, Vered đi, thì ta mắc 1 sẽ tối ưu hơn. Còn kẻ địch toàn là Chrissy, Elsu, Joker ở tầm xa đúng không? Thì nâng mắc 2 thật không tệ. Nên thì việc mắc chiêu gì ấy, S thường là nhìn kẻ địch nó là chất tướng như nào thì chúng ta mới mắc chiêu đó. Còn anh em thì sao? Anh em nâng chiêu như nào? Có một số anh em gợi ý cho S là nâng đều hai chiêu thức đều nhau. Và ngày qua ấy, thì S nhận được rất là nhiều comment về việc anh em muốn S làm về khắc chế Jua. S hứa với anh em ấy, nếu anh em muốn khắc chế Jua nhớ comment nhé, S sẽ làm thật là sớm để anh em bớt bị nó hành trong rank và có thể sủng nó nhiều hơn thay vì cầm nó. Thứ hai, Lumbua là chiêu thủ đáng chơi đáng chú nhất hiện tại. Gợi ý nhỏ cho anh em ấy, nếu pick Lumbua thì cấm một Heyate đi nhé. Như thế anh em sẽ dễ chơi hơn. Mặc dù là con Thon với Slim là có, nhưng chưa đáng ngại bằng Heyate đâu. Từ một vị tướng ít người chơi, xong đến trở thành vị tướng siêu hot có thể pick sớm và dùng để rank cao thủ lên chiến tướng đầu mùa cực tốt. Cho anh em cũng xem kênh của S rồi, TikTok, fanpage các thứ, ít nhiều thấy được rằng Lumbua thể thay thế Zip thành vị tướng đi phá bùa ức chế nhất. Chiêu này được thêm cơ chế mới đó là tấn công kẻ địch hoặc là mục tiêu gần nhất và đẩy lùi mục tiêu đó nhanh chóng. Thành ra anh em đẩy bùa, phá bùa siêu hiệu quả luôn. Chúng ta bàn về chiêu 1 ký một chút nhé. Với chiêu 1, anh em có khả năng bảo kê tuyệt vời. Các vị tướng kiểu như Zuka, Omen, Batman bay vào bắt chủ lực ấy thì có thể bị Lumbua sử dụng chiêu 1 đẩy ra dễ dàng. Em đã thử và trải nghiệm hết sức tuyệt vời nhá. Thực sự xứng tầm một trợ thủ hàng đầu hiện tại. Cơ chế chiêu 1 choáng rất là hay nhá. Đẩy mục tiêu trên đường và nên chúng lính quái tướng sẽ hất tung và gây choáng kẻ đó. Nên nếu kẻ địch đứng cạnh nhau ấy, chúng ta có thể tạo ra cái hiệu ứng siêu khống chế. Tức là đây là chiêu thức vừa khống chế tốt nè, bảo kê đẹp và có thể tạo ra pha phá bùa hoặc là thủ bùa khi cần thiết, khống chế mở tiền đề ganh giao tranh tuyệt vời. Anh em sẽ phải đối đầu một Lumbua thể có chiêu cuối gây hàng tấn cái lượng sát thương phép cái mạng này hoặc là chia các giao tranh tuyệt vời, vì đó là sát thương phép theo phần trăm màu của đất này. Càng nhiều máu đam của anh em phép càng khủng,
Rất nhiều tướng thích Lumbo có trong đội hình và rất là nhiều đấu sĩ sát thủ ghép khi đối đầu con bài này. Đầu trận, giữa hay là late game ấy, Lumbo đều thể chơi và bảo kê được, giao anh tốt nhá. Sẽ thật là phí phạm nếu mùa 21 này anh em bỏ qua Lumbo và coi thường nó là một sai lầm tai hại nhá. Chúng ta sử dụng ma tính nè, hoặc là mộc giáp, nâng mắc chiêu 1, cài máu thứ nhất, sử dụng bổ trợ tốc biến nếu kẻ địch cơ động và anh em khó tiếp cận, sử dụng suy nhược khi kẻ địch lắm sát thủ đấu sĩ băng càn và tiếp cận. Anh em tùy kẻ địch mà sử dụng thì mới hiệu quả được. Em tin rằng ở giải đấu chuyên nghiệp đấu trường vọng mùa xuân 2022 này, các tuyển thủ sẽ vận dụng Lumbo. Chúng ta cùng chờ đón nhé. Anh em thích sử dụng Lumbo với combo nào nhất? Chiêu cuối hất tung, đó chiêu 2 luồn vào chiêu 1 đẩy về, hay là chiêu 2 tốc biến và sử dụng chiêu 1 đẩy về? Bình luận ngay nhé. Rất là nhiều combo thú vị với con bài này đó. Thứ ba, Aoi. Có thể khẳng định rằng Aoi chính là vị tướng sát thủ đi rừng đáng chơi cho anh em hiện tại. Tăng sức mạnh nhẹ cho Aoi với hy vọng rằng cô nàng này sẽ bá hơn ở khoản đi rừng. Trước đây anh em bất cập vụ chính là chiêu cuối hay là trừng trị để dứt điểm mục tiêu. Không chiêu cuối thì ăn không chế, mà chiêu cuối sẽ không trừng trị được. Giờ xong rồi nhé, vừa chiêu cuối vừa trừng trị, không sợ khống chế, lại còn có thêm đam dứt điểm khổng lồ, tuyệt vời. Trước đây khi anh em đu qua rừng kẻ địch cắt mục tiêu là phải nhảy xuống và tranh chấp trừng trị, tiếp tục đu sau khi các bạn giao tranh xong. Giờ khác rồi anh em, các bạn cần đu nhẹ qua như cơn gió và tê tái nhẹ nhàng cướp bùa kẻ địch trong sự ngơ ngác của tướng địch. Vì giờ tê tái ấy là chơi nhiều mục tiêu nhá, nên dù là anh em tê tái ở tướng địch thì đồng dạng có một tê tái khác lên bùa và mục tiêu cướp dễ dàng và tuyệt vời hơn. À quên nhắc cho anh em, trang bị kiếm chi hồn ấy có chỉnh sửa sức mạnh nhé, đó là xóa bỏ sẽ được phép gây thêm, nhưng bù đắp bằng việc đó chính là tăng 800 sát thương trong 3 giây tiếp theo và hồi chiêu cũng được giảm đáng kể. Em nghĩ rằng anh em vẫn có thể tiếp tục dùng kiếm chi hồn không vấn đề gì cả, nhưng nếu kẻ địch sức đam căng quá ấy, các bạn có thể lên dìu không sao nhé. Anh em chơi Aoi ấy mà cầm bộc phá đi solo đu qua bộc phá cái ăn mạng rồi lại bay tiếp chắc khoái quả này lắm. Nhìn chung khả năng cướp mục tiêu hay là cướp bùa được tăng lên đáng kể ở phiên bản này, ăn mục tiêu dễ dàng gấp bội nè, và bên cạnh đó là bộ ý thức toàn diện và khả năng cơ động sẽ tăng cường, dọn quay nhanh và ao chiêu dễ dàng băng trụ. Chơi tốt Aoi đòi anh em phải thuần thục khả năng đu bám từ vị tướng này nhá. Em nghĩ rằng anh em nào mà chơi Dark Road ấy thì Aoi sẽ dễ dàng với anh em thôi. Đồ cơ động của Aoi là rất cao, được sinh ngang Dark Road cơ mà. Nó đảo đường rất nhanh, luôn khi địch rơi tình trạng báo động, đánh cẩn thận ấy, rất dễ bảng nhé. Bắt chủ lực vẫn luôn là nghề của Aoi, và kẻ địch dù là ôm trụ cũng không dễ dàng thoát khỏi được. Em nghĩ rằng anh em cần phải luyện tập ngay Aoi thôi, vị tướng này tuyệt vời mà. Chúng ta sử dụng ma chú nè, nâng mắc chiêu 1, cài mắc thứ nhất, bổ trợ chính trị nhé. Hoặc là anh em có thể lên đồ semi cầm Aoi bục phá đi sâu đường, không tệ đâu. Thứ tư, Moren. Nếu không lạ nếu có người chơi Moren, và lâu rồi lượng người chơi Moren càng cực kỳ ít ỏi. Bộ kỹ năng Moren đồng dạng là hơi lỗi thời rồi. Và trong lúc anh em đang quá chán khi liên tục cầm vai ô theo Cavani, thì mùa 21 này xạ thủ giúp anh em cảm giác lạ mà quen, đó là Moren. Với cái lối đánh và combo gần như thay đổi hoàn toàn, điều thay đổi lớn nhất ấy đó là việc tích xăng giáp đã rất là dễ dàng với anh em. Việc có được 10 điểm nội tại dễ dàng hơn so với 8 điểm nội tại trước. Vừa không tốn năng lượng, lại không lo, không bắn hoặc là không giao tranh thì lại bị tụt mất. Tức là nội tại sẽ từ từ giảm theo thời gian nhé, chứ không phải là bục một cái mất luôn. Lối trang bị ưu tiên là lên nhiều tốc độ đánh để thể tối ưu cái nội tại và bắn thả nhiều. Moren chắc chắn sẽ tên hot trong thời gian sắp tới. Vì hiện tại Moren có độ trâu bò tốt nè, và có thể trao đổi chi thức từ sớm với vị tướng xạ thủ kẻ địch khi đi đường. Anh em chơi Moren có thể pick thêm các vị tướng bảo kê, hoặc là nói thẳng ra là phụ trợ thêm như là con Lumbua, con Timmy để thể bảo kê sẽ rất tuyệt vời. Đặc biệt là bộ đôi Moren Lumbua, chỉ cần anh em cấm hê tay thôi thì sẽ rất là dễ chơi và được chơi và gánh team dễ dàng. Đặc biệt anh em nào đi team 5, đi đôi thì nhớ áp dụng nhé. Estin không khiến anh em thất vọng đâu. Thêm vào đó chiêu 2 và đặc biệt là chiêu cuối không khác gì là tăng thêm sức mạnh. Đánh cũng dễ dàng hơn, mà giờ anh em có thể giữ chiêu 2 để có thể bảo kê bản thân, chứ không cần phải kết hợp với chiêu cuối như trước đây. Nhưng nói gì thì nói, Moren vẫn là vị tướng xạ thủ cần đồ, nên các bạn phải ưu tiên farm. Việc cứng hơn ở đoạn đầu và giữ trận giúp anh em thể tự tin thủ đường so với trước đây. Và chúng ta cần một trợ thủ đùn đầy bọn đấu sĩ băng vào như là kiểu bọn VDS đứa bố. Thì anh nghĩ rằng ứng cử viên sáng giá nhất đó chính là Lumbo nhá. Bộ đôi cặp đôi tuyệt vời. Chúng ta dùng hiệu Thánh Tuấn nè, hoặc là Tinh Linh, nâng mắc chiêu 1, cài mắc nhất, bổ trợ tốc biến hoặc Thánh Tẩy nhé. Thứ năm, Hayate. Nhà làm game họ đã quá ưu ái cho vị tướng tanker đấu sĩ. Anh thấy được rằng một loạt sự trở lại và chỉnh sửa là Lumbua, Thên và sự ra mắt của phép bổ trợ suy nhược. Thành ra giờ ông nào đi xạ thủ mà không biết chơi Hayate thì đúng đó khổ mà. Slim hay Thon ấy chỉ là một phần thôi. Hayate mới là vị tướng đáng chơi để có thể đấu lại vị tướng tanker cho bò này. Nhiều bạn comment rất là hay là giờ bọn anh ấy cầm Hayate đi thì bọn tanker đấu sĩ thao mà quẩy, quá chuẩn luôn. Chỉ cần là sang chuẩn, bắn tay và sốc đan đều quá tuyệt vời. Nếu anh em thích ấy, có thể cầm đi solo tà thần cơ mà. Hayate đã quá quen thuộc nên chúng ta không phải bàn quá nhiều về bộ combo vị tướng này. Điều anh em cần làm ấy là bắn tay và chiêu một tầm nội tại thật là nhiều vào. Không vội vàng dùng chiêu cuối nhá.
Trừ khi thời cơ tới hoặc là đang 1-1 hoặc là kẻ địch đã tung hết chiêu khống chế là thời cơ để anh em có thể ăn mạng dễ dàng hoặc là phối hợp cùng team. Điểm hay con bài này là đồ đạc, phù hiệu và trang bị không quá thay đổi qua năm tháng. Chúng ta thể vận dụng phù hiệu tinh linh nè, nâng mắt chiêu 1, cài mắt nhất phép bổ trợ thanh thời nhé. Như anh em hỏi S là cầm suy nhược cho HT được không? Thì bản thân S đã có test rồi, nếu kẻ địch không cứng quá nhiều và không khiến anh em nao núng ấy thì có thể cầm được, không sao. Còn nếu làm khống chế ư, thanh tẩy mới là chân ái nhé. Còn vụ bắt miếng khống chế ở chút cuối các bạn đủ 75% là 150% tội đánh ở chế độ chiến trường sơ cấp, nó bị bắt qua cái chế độ rank của anh em ấy, thì S không nhầm ấy, cái bug này nhà làm game họ sửa rồi. Anh em check và feedback lại chết nhé. Vì S vào đấu luyện còn có thấy đâu ta. Và đó là vị tướng S gợi ý cho anh em phải chơi nhất một lần tại mùa 21 này nhé, để xem là có hợp với anh em không. Và em nghĩ rằng có rất là nhiều vị tướng hay ho và thú vị, các bạn tuyệt đối không nên bỏ qua ở tại phiên bản này, đặc biệt là vị tướng Rumble nhá. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc gì, bình luận ngay dưới video nhé. Xin chào lại anh em ở video lần sau. Xem xong video của S, nếu các bạn thấy hợp gu và có ích, đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận các video thông báo mới nhất. Xem video có mẹo của nó cả nha anh em. Nếu thấy hay ấy, thì bấm nút like. Không hay thì comment để góp ý. Nhưng quan trọng, xem video bấm vào các mốc thời gian, xem các vị trí, vai trò các bạn muốn xem. Đó là đặc điểm trên kênh của Tràm Game. Các bạn nhớ click theo mốc thời gian để xem thuận tiện, tiết kiệm thời gian nhé.